Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Chiến Lê, người ta vẫn thường gọi mình là Chiến Hãng Cầu. Các bạn có thấy mình dễ thương không? Từ con mắt đến tim mũi của mình rất là đáng yêu. Vì trang trí có phong cách Ấn Độ nè, Nhật Bản nè, và có đôi má ửng hồng như là gái đại lạc phải đất. Về cái viền mắt á, hoặc là đặc sắc phải không các bạn? Các bạn có thấy mình dễ thương không? Đúng rồi, mình rất là dễ thương. Ai cũng nói như vậy hết á. Mình là tuổi con gà, cho nên á, người ta á, thì gọi mình là chú gà dễ thương đó. Về đây mình xin giới thiệu những cái đồ vật đó quen thuộc đối với mình. Đây là điện thoại của mình, có hình nền của mình. Đây là cái điện thoại thứ hai của mình. Mình đang mở nhạc đó, các bạn có nghe không? Và đây là cái bút viết của mình nè. Rất là dễ thương và ngộ nghĩnh đúng không các bạn? Và đây là sách vở của mình. Mỗi sách này là bộ sách lịch sử lớp 12 đó các bạn à. Mình thì lúc nào cũng chẳng dễ thương, đúng không các bạn? Mình rất muốn thử nhưng mà tại vì không có thời gian cho nên rất xin lỗi các bạn nhé. Và đây là cái tên lâu của mình. Bạn nào có nhu cầu thì liên lạc với mình. Bạn nào có nhu cầu thì liên lạc với mình với số điện thoại 0168185033 nhé các bạn. Mình rất là muốn tìm một người bạn trai thật là tốt. Mình rất là dễ thương, chẳng lẽ không có người nào thích mình sao? Không chịu đâu, phải có nhiều người thích mình đấy nhé. Mình mong rằng với cuộc phỏng vấn này và nhiều bạn chỉ gọi điện thoại đến cho mình.